thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 năm 2013, chúng tôi đang có mặt tại khách sạn Hilton, thành phố Greenville, South Carolina để tường trình cùng quý vị lễ kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6, ngày Father Day, ngày nhớ ơn người cha và nhớ ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do giới trẻ Greenville tổ chức. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Từ 3 năm nay, kỷ niệm ngày quân lực nhớ ơn người cha và chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Greenville, South Carolina đều do giới trẻ đứng ra tổ chức. Năm nay, chúng tôi nhận thấy có hai điều đặc biệt khác hơn các năm trước. Thứ nhất là ban tổ chức đã mời gọi quý vị cựu quân nhân mặc quân phục khi đến tham dự và được tặng một cuốn phim tài liệu lịch sử Hồn Việt, nguồn gốc quốc kỳ và quốc ca Việt Nam Cộng Hòa rất hay và biên tập công phu mới được phát hành. Một vị khách từ xa đến nhận ra ý nghĩa việc làm này của ban tổ chức. Ông nói: ban tổ chức mong muốn chúng tôi mặc lại bộ quân phục không phải để trình diễn cho đẹp và tiếc thối quá khứ, nhưng để nhắc nhở cho chúng tôi và các thế hệ mai sau rằng nhiệm vụ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc của đồng bào chúng tôi chưa hoàn tất. Điều thứ hai trong phần vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, giới trẻ Greenville cũng nhớ đến các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ tự do cho miền Nam. Thì em nghĩ là những anh em thương phế binh đã hy sinh cho nước Việt Nam quá nhiều. Dạ, quá nhiều, thành ra mình góp một tí xíu nhỏ bé để mình giúp đỡ cho các anh. Chúng tôi được biết, từ khi thành lập, Hội Cựu Quân Khăn Chính South Carolina đã luôn luôn cổ động và gửi những món quà nhỏ 50 hoặc 100 Mỹ Kim về thương phế binh tại Việt Nam để tượng trưng lòng biết ơn của người Việt hải ngoại. Ngoài ra nhiều khi còn nhờ người về Việt Nam thăm gia đình và nếu có thể được đến thăm và an ủi anh em thương phế binh cư ngụ cùng địa phương. Từ 4-5 năm nay vì già yếu hoặc một số qua đời nên hội đã không thể làm hăng hái như trước. Nay tuổi trẻ Greenville đứng ra nhận trách nhiệm đã làm rất nhiều người vui mừng. Tôi là một người vợ lính, rất vui mừng đến đây để các cháu thế hệ thứ hai tổ chức ngày quân lực 19 tháng 6. Chúng tôi rất là hãnh diện và vui mừng. Tôi mong là hàng năm tất cả các anh chị tổ chức như ngày hôm nay và để cho các cháu nhớ mãi mãi, là để nhớ về quê hương đất nước, nhớ về ngày quân lực 19 tháng 6. Giới trẻ đứng ra tổ chức cái ngày này làm cho anh em chúng tôi cảm động lắm. Hy vọng rằng trong tương lai giới trẻ sẽ làm được nên việc. Phạm Bá Hân tường trình cho đài SBTN từ Greenville, South Carolina. Xin cảm ơn quý vị.